Nếu Tết này dĩa dưa món nhà quý vị có vị lạ lạ thì có thể món khoái khẩu này đã nhiễm phải những tạp chất mà không ai dám tưởng tượng. Đây là những hình ảnh mà chắc hẳn ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Khoảng một tháng nay, ngay ngã tư Võ Văn Kiệt, Trần Phú, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có một nhóm người đưa củ cải, cà rốt, đu đủ đến để phơi khô làm dưa món. Và ghê rợn nhất là việc những nguyên liệu dùng để làm dưa món này được phơi cạnh hoặc thậm chí phơi trên những bãi chất thải của bò. Tại khu vực này có hai công trình đang san lấp. Hàng ngày xe tải chở đất đi qua lại hàng trăm lượt. Bụi bay dính đầy vào các loại củ phơi dưới nền gạch vỉa hè này. Ngay cạnh đó là một bãi rác có vẻ lâu ngày chưa dọn dẹp. Thật đáng trách, nếu không có bạt phơi và không thể che chắn thì ít nhất những người phơi rau củ phải hút những đống chất thải này đi chỗ khác. Nhưng không, tất cả đều được phơi dưới nền đất đầy bụi bẩn và phân. Họ dùng chân, mang dép và chổi để quét, thu gom các loại củ này khi đã khô. Dưa món là món ăn khoái khẩu, không thể thiếu trong dịp Tết. Nhưng kiểu phơi dưa món chung với phân bò thì có lẽ quý vị nên kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi mua về ăn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.